lùi 2 năm liên tiếp. Theo dự báo mới cập nhật của chính phủ Đức, tổng sản phẩm trong nước, GDP, của nước này sẽ giảm 0,2% trong năm nay, người phát ngôn của Bộ Kinh tế Đức cho hay. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Robert Habeck cũng thừa nhận nền kinh tế đang trên đà suy yếu. Trước lần cập nhật này, chính phủ Đức dự báo mức tăng trưởng kinh tế 0,3% cho năm nay. Nếu dự báo mới trở thành hiện thực, năm nay sẽ là năm thứ hai liên tiếp nền kinh tế lớn nhất châu Âu suy giảm. Năm ngoái, Đức là một trong những nền kinh tế đuối nhất ở khu vực Eurozone và là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới tăng trưởng âm, ghi nhận mức giảm 0,3%. Hồi cuối tháng 9, các viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Đức đã đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng kinh tế nước này năm 2024, với mức dự báo chung được đưa ra là nền kinh tế sẽ giảm 0,1% trong năm nay. Trong dự báo của mình, Bộ Kinh tế Đức gộp cả dự báo của các viện nghiên cứu này, gồm IFOR, DIVK, IVKH, IFVK và RVKI. Về năm 2025, nền kinh tế Đức được dự báo sẽ khởi sắc, đạt mức tăng trưởng 1,1%, theo dự báo mới nhất của chính phủ. Dự kiến, toàn bộ dự báo kinh tế mùa thu sẽ được Bộ Kinh tế Đức công bố chính thức vào ngày 9 tháng 10. Tuy nhiên, con số dự báo về GDP đã được người phát ngôn của bộ này tiết lộ với báo giới vào ngày 7 tháng 10. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Habeck thừa nhận các số liệu kinh tế đang được điều chỉnh theo chiều hướng giảm. Ông Habeck nói rằng sáng kiến tăng trưởng chính phủ liên minh sẽ mang lại một cú hích cần thiết cho nền kinh tế, nhưng đề xuất này vẫn cần có sự thông qua của Quốc hội. Sáng kiến tăng trưởng của chính phủ là một trong những bước đi đầu tiên để đưa nền kinh tế hồi phục, nhưng chúng tôi cần phải xây dựng sáng kiến đã, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Christian Lindner nói ngày 7 tháng 10. Nền kinh tế Đức đang dò dẫm bước đi. Chúng ta không thể thỏa mãn với sự phát triển kinh tế như hiện nay. Chúng ta đang trải qua một sự thay đổi mang tính cơ cấu đi kèm với mất mát năng lực cạnh tranh. Những năm gần đây, kinh tế Đức bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, những thay đổi trong quan hệ thương mại với Trung Quốc và giá năng lượng tăng cao. Đầu năm nay, giới quan sát kỳ vọng lạm phát xuống thang và việc Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB, bắt đầu giảm lãi suất sẽ thúc đẩy sự phục hồi kinh tế khu vực Eurozone nói chung và Đức nói riêng. Nhưng trong những tháng gần đây, kỳ vọng này đã gần như không còn do nhu cầu trong và ngoài nước vẫn còn yếu. Nhằm giải quyết những thách thức kinh tế hiện nay, sáng kiến tăng trưởng của chính phủ Đức bao gồm các quy định mới về giảm thuế cho các công ty. Tuy nhiên, nội các nước này chưa hoàn thiện được tất cả các biện pháp trong sáng kiến. Chưa kể, một số quy định như ưu đãi thuế cho lao động nhập cư trình độ cao cũng gây tranh cãi và có thể vấp phải sự phản đối trong Quốc hội vì sẽ dẫn tới nguồn thu ngân sách từ thuế thấp hơn đối với các tiểu bang. Trong một dấu hiệu đang lo ngại nữa về kinh tế Đức, Cơ quan Thống kê Quốc gia Destatis hôm 7 tháng 10 cho biết lượng đơn hàng mà các nhà máy ở nước này nhận được trong tháng 8 đã giảm mạnh và doanh thu bán hàng của ngành công nghiệp ô tô cũng giảm. Trong đó, lượng đơn hàng của các nhà máy trong tháng 8 giảm 5,8% sau khi tăng 3,9% trong tháng 7. Mức giảm này của lượng đơn hàng vượt xa mức dự báo giảm 1,9% mà giới phân tích đưa ra trước đó, đồng thời là mức giảm mạnh nhất kể từ cú giảm 10,9% ghi nhận trong tháng 1. Doanh thu của ngành công nghiệp ô tô Đức giảm 4,7% trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, còn 269,5 tỷ euro, tương đương 296 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, Hiệp hội Thương mại Đức HDE lên tiếng cảnh báo về sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, cho biết chỉ số niềm tin tiêu dùng của Hiệp hội đã giảm 4 tháng liên tiếp. Theo HDE, xu hướng của người tiêu dùng Đức hiện nay là tiếp tục tiết kiệm thay vì chi tiêu và tiêu dùng yếu sẽ khiến nền kinh tế mất đà. Tương tự, Viện IFOR có trụ sở ở Munich cho biết tâm lý trong ngành bán lẻ của Đức đã suy giảm mạnh. Người tiêu dùng đang cảm thấy không yên tâm về môi trường chính sách kinh tế. Điều này báo hiệu không tốt cho tiêu dùng của khu vực tư nhân trong thời gian còn lại của năm 2024, nhà kinh tế Patrick Hoppner nhận xét. Cảnh báo một cuộc khủng hoảng kinh tế mới với Đức. Nền kinh tế Đức đang đối diện với nguy cơ suy thoái năm thứ hai liên tiếp. Theo báo cáo của tờ Süddeutsche Zeitung, điều này bắt nguồn từ việc Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt, dẫn đến chi phí năng lượng tăng cao và gây khó khăn cho nền kinh tế Đức. Chính phủ nước này dự kiến điều chỉnh lại dự báo tăng trưởng năm 2024 từ mức tăng 0,3% xuống mức giảm 0,2%. Bộ Kinh tế Đức đang triển khai một loạt biện pháp hỗ trợ như giảm thuế và trợ cấp năng lượng nhằm giúp thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng. Tuy nhiên, các tổ chức kinh tế lớn của Đức vẫn hoài nghi về tính hiệu quả của các biện pháp này. Trong một báo cáo gần đây, họ dự đoán tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 0,8% vào năm 2025 và 1,3% vào năm 2026, thấp hơn so với dự báo của chính phủ. Cuộc khủng hoảng năng lượng bắt đầu từ năm 2022 sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine và Đức quyết định ngừng nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga.
Động thái này đã thúc đẩy giá năng lượng và chi phí sản xuất tăng cao, gây khó khăn cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Trước khi xung đột xảy ra, dầu Nga chiếm đến 55% nguồn cung cấp khí đốt cho nền kinh tế số 1 châu Âu. Các thách thức về năng lượng cùng với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Trung Quốc đã khiến các tập đoàn công nghiệp lớn của Đức phải cắt giảm quy mô hoạt động. Volkswagen, một trong những công ty năng lượng hàng đầu, đã công bố kế hoạch đóng cửa hai nhà máy vào tháng trước, lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động 90 năm của hãng. Dữ liệu của chính phủ cho thấy sản lượng công nghiệp của Đức đã giảm 5,3% trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024. Bên cạnh đó, đơn đặt hàng sản xuất cũng giảm mạnh. Diễn đàn Kinh tế mới, một tổ chức có trụ sở tại Berlin, cảnh báo những thách thức năng lượng sẽ tác động tiêu cực đến nước Đức, có khả năng gây ra cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ sau Thế chiến II. Khủng hoảng kinh tế đang ảnh hưởng đáng kể đến vị thế, uy tín và tầm ảnh hưởng của Thủ tướng Olaf Scholz, khi chỉ có 18% người dân Đức bày tỏ sự hài lòng với ông, mức thấp nhất từng ghi nhận đối với một lãnh đạo Đức. Các hãng Đức phản đối châu Âu áp thuế xe điện từ Trung Quốc. BMW, Mercedes và Volkswagen đã phản đối châu Âu áp thuế lên đến 45% đối với xe điện Trung Quốc, cho rằng đây là hành động sai lầm. Mới đây, các nước ở Liên minh châu Âu đã bỏ phiếu áp thuế nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc. Mức thuế này có thể lên đến 45%, kéo dài ít nhất 5 năm, hiệu lực từ 31 tháng 10. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Đức đã thúc giục Bruxelles và Bắc Kinh tránh áp thuế nhằm tránh tác động xấu của xung đột thương mại leo thang đối với ngành ô tô. Cụ thể, mức thuế áp dụng đối với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc là 17% với BYD, 18,8% với Geely, 35,3% với SAIC, 20,7% với các công ty phương Tây sản xuất xe điện tại Trung Quốc như Volkswagen và BMW, riêng Tesla là 7,8%. Ông Oliver Zipse, CEO BMW, cho biết cuộc bỏ phiếu là một tín hiệu chí mạng đối với ngành công nghiệp ô tô châu Âu. Điều cần thiết bây giờ là giải pháp nhanh chóng giữa Ủy ban châu Âu và Trung Quốc để ngăn chặn một cuộc xung đột thương mại mà không ai được hưởng lợi. Nước Đức đã bỏ phiếu chống lại thuế quan nhằm tìm cách duy trì mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp với Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Theo các chuyên gia phân tích, các nhà sản xuất ô tô Đức sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp đối phó của Trung Quốc với việc áp thuế. Vì dữ liệu thương mại cho thấy gần 1/3 doanh số bán hàng năm 2023 của các nhà sản xuất ô tô Đức đến từ Trung Quốc. Mặc dù hầu hết các loại xe được bán ở Trung Quốc đều được sản xuất tại địa phương, nhiều mẫu xe cao cấp vẫn được nhập khẩu từ Đức. Xung đột thương mại chỉ có kẻ thua cuộc, Hildegard Müller, chủ tịch của Tổ chức Vận động Hành lang ô tô Đức VDA, nhận xét. Mercedes gọi chủ tịch hai tập đoàn ô tô lớn của Trung Quốc bao gồm Zhang Jianliang, BAIC Group và Li Shufu, Geely là hai trong những cổ đông lớn nhất, cho rằng mức thuế trên là một sai lầm, đồng thời kêu gọi Ủy ban châu Âu hoãn việc thực hiện để có thể tiếp tục đàm phán thỏa thuận giữa hai bên. Volkswagen, nhà sản xuất ô tô hàng đầu châu Âu và là chủ sở hữu phần lớn của Porsche, cũng kêu gọi cả hai bên tìm ra một giải pháp chính trị, đồng thời nói thêm rằng thuế quan sẽ không làm cho ngành ô tô của châu Âu trở nên cạnh tranh hơn. Công ty cho rằng thỏa thuận vẫn có thể đạt được cho đến khi quyết định áp thuế cho xe Trung Quốc chính thức được áp dụng vào cuối tháng 10. Trung Quốc đã phản đối kết quả bỏ phiếu trên. Phát ngôn viên của Bộ Thương mại nước này cho rằng quyết định áp thuế là vô lý và không công bằng. Theo Ủy ban châu Âu, thị phần xe điện sản xuất tại Trung Quốc đã tăng từ 3,9% vào năm 2020 lên 25% vào tháng 9 năm 2023. Với lý do được nêu ra là các công ty Trung Quốc bán rẻ nhờ được trợ cấp trong suốt chuỗi sản xuất. Việc xe sản xuất tại Trung Quốc tăng trưởng nhanh ước tính khiến 2,5 triệu công nhân ngành ô tô và 10,3 triệu người khác có việc làm phụ thuộc gián tiếp vào sản xuất xe điện mất việc làm, ảnh hưởng khả năng sản xuất công nghệ xanh của EU. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!